Xin chào các bạn. Hôm nay mình muốn làm một món bánh bò xốp nước cốt dừa. Nguyên liệu mình gồm có như sau. Mình có bột gạo tẻ, bột năng, men, bột nổi, muối, nước dừa, nước cốt dừa và đường. Trước tiên mình cho đường vào tô nước dừa này. Nước dừa này là 270 g, đường thì là 250 g. Mình quậy cho đều lên. Kế mình cho 5 g men khô, mình cũng quậy lên. Tiếp tục thì mình cho 5 g bột nổi là baking powder đó các bạn, và 1/4 muối là 2 g cho vô luôn. Mình cũng trộn cho thật là đều. Cuối cùng mình cho 250 g nước cốt dừa vào. Mình quậy lên cho thật là đều cho men nó tan nha các bạn. Đường men tan. Bây giờ mình cân bột gạo này là 300 g và bột năng là 40 g, mình cho vô cái thau này. Hỗn hợp nước cốt dừa mình đã quậy và men nở, đường, nước dừa, nước cốt dừa mình cho vào đây. Mình trộn lên cho thật là đều cho nó hết cho nó tan đường và bột cho nó mịn. Mình lấy cái đồ đánh trứng này nè, mình đánh cho nó mau, cho nó tan, không còn miếng ốc trâu nào hết thì mình để nó qua một bên. Sau khi bột nó mịn như thế này thì mình đi làm bước tiếp, kế là bước 2. Bước 2 này thì mình đông là 230 g nước dừa tươi và 30 g bột gạo. Bột gạo này mình cho vào xôi. Mình đi nấu như là hồ vậy đó các bạn. Giờ mình đổ nước dừa vô xôi rồi mình cho bột gạo vào. Quậy cho đều lên. Bây giờ mình đi cho lên bếp để mình nấu nó thành lại bột cho nó chín, nó thành như y như hồ của mình vậy đó. Bây giờ mình mở lửa lên. Mình sơ đều như vậy. Sơ hoài cho đến khi nào bột nó đặc lại, nó trong là được nha các bạn. Các bạn đừng có đi đâu hết nha, đứng đây mình khuấy nó sợ nó xích cái đít son cái bị khét đi. Khi bột đặc như vậy mình cứ sơ đều tay, mình hạ lửa xuống, mình khuấy khi nào bột nó trong là được nha các bạn. Đã xong rồi, bây giờ mình cho đổ qua cái thau bột hồi nãy mình đã trộn hỗn hợp vào rồi đó. Đổ hết vào. Này mình bột này mình không có để nguội, mình cho thẳng vào, khi mình nấu dừa chín mình cho thẳng vào luôn. Mình trộn lên cho nó đều. Mình đã trộn cho nó thật là đều mịn rồi. Bây giờ mình lấy cái rây á, mình lượt lại cho những cái mà ốc trâu á thì mình đánh ra cho nó tan.
mình trộn bột cho nó đều lại. Xong mình lấy bột thực phẩm mình bịch lại, mình ủ khoảng 1 tiếng 40 phút nó dậy. Xong rồi mình sẽ đem đi đổ nha các bạn, mình đem đi hấp á, mình bọc kiếm như thế này. Bây giờ mình ủ khoảng 1 tiếng 40 phút thì nó đã dậy. Xong cái mình bắt sững lên, cái mình đem đi hấp, mình sẽ quay lại khi mà bột nó dậy nha các bạn. Hôm nay trời hơi lạnh thành ra mình ủ tới 2 tiếng rồi và nó đỏ như thế này, nó sôi lên, nó bọt lên quá trời luôn. Bây giờ bắt đầu mình cho thêm 1 muỗng canh dầu ăn, và khi mình hấp bánh cho nó bóng mình trộn lên đều. Giờ bột này mình chia ra làm 2 để mình cho màu lá dứa. Giờ mình cho là màu lá dứa này nè, là 1/4 muỗng cà phê cho nó có màu cho nó đẹp. Mình cho 2 màu thôi, màu trắng và màu xanh. Bây giờ mình chuẩn bị đi hấp. Trước khi mình hấp thì mình thoa khuôn, mình cho lên sẵn, mình hấp cho nó nóng khuôn khoảng 1 phút thì mình hãy đổ bột vô. Bây giờ khuôn đã nóng rồi, mình đổ bột. Trước khi đổ bột vô khuôn thì mình phải quậy bột lên cho nó đều, mình múc từ muỗng mình cho vô khuôn. Sau khi mình đổ bột vô khuôn rồi đó thì mình đậy nắp lại, mình hấp 10 phút thì nó chín. Mình đổ bột thì cho nó bằng mặt đó, để cho nó khi nó dậy nó nở lên nó dung nhìn thấy đẹp lắm. Thôi 10 phút sau mình sẽ mở cho các bạn xem. Mười phút xong rồi, bây giờ mình dỡ ra xem cái bánh mình nó nở như thế nào nhé. Wow, quá nở to luôn. Bây giờ mình muốn biết cho nó chín chưa thì mình thử, mình lấy tăm mình xôm như vậy. Nếu mà không có còn dính bột thì là đã chín rồi. Đó, cho xong rồi các bạn, nó đã chín rồi. Bây giờ mình đem ra để cho nó nguội rồi mình lấy nó ra nhé. Bây giờ mình đổ tiếp bột còn lại. Bây giờ mình đổ bột màu xanh, xanh lá dứa. Bây giờ mình hấp tiếp 10 phút cho bánh nó chín. Giờ mình gỡ bánh, bánh rất là xốp luôn các bạn ơi. Xốp luôn, mềm, thật là mềm luôn, dễ gỡ nữa. Ngon lắm, thơm. Mình đổ bột đầy á, mình cho nó nứt nè, nó dễ thương không? Nó rất là mềm, thơm, nó cốt dừa với lại nước dừa mình đó, ra nó rất là thơm. Này chan nước cốt lên là hết sảy luôn đó các bạn. Còn lá dứa mình cũng vừa xong, đã chín xong rồi. Giờ mình phải lấy ra cho nó nguội. Tiếp tục đổ tiếp bánh còn lại. Bánh bò mình đã vừa hấp xong, làm xong đó các bạn. Rất là xốp luôn. Bánh này là bánh bò xốp cho các bạn chứ không phải là bánh bò rễ tre. Xốp mà vừa béo mà xốp nó ngon, rất là ngon luôn. Bây giờ mình đi thắng nước cốt dừa để mình ăn kèm theo. Bây giờ mình đi thắng nước cốt dừa để mình ăn kèm với bánh bò nha các bạn. Đây là lon mà nước cốt dừa này, nó kêu bằng coconut cream, cái loại đặc nè, 400 ml.
mình cho vô son, với lại mình cho thêm là nửa lon nước lạnh vô. Thằng mình nấu, mình quậy cho nó đều ra, cho nó sôi lên. Mình cho một muỗng canh đường và nửa muỗng cà phê muối. Sau đó cái mình đi quậy 2 muỗng cà phê bột năng với là một ít nước, mình cho vô, mình chế vô từ từ, mình chế vô từ từ thôi, chứ mình chế nhiều quá sợ nó bị quá đặc. Vừa chế mình vừa quậy. Nó sôi lên trở lại. Khi nó sôi lên trở lại cái mình cho một mớ hành lá mình sắc nhỏ như thế này, chừng 2 tép thôi, mình sắc nhỏ nhỏ ra mình cho nó vào đây luôn. Thắng nước dừa này á, kiểu miền Tây đó nha các bạn. Miền Tây của mình ưa có thích nước cốt dừa á, có để hành chút xíu hành vô đó, nó thơm, rất là thơm á. Đây mình để cho nó sôi trở lại, cho hành nó vừa chín chút xíu cái là mình tắt bếp được rồi, không nên để lâu. Xong rồi đó các bạn, mình tắt bếp. Bây giờ mình đi làm mè. Đây là mình có 2 muỗng cà phê, 2 muỗng canh mè mình đã rang xong rồi nè. Mình ăn kèm với lại bánh bò, cho nước cốt dừa rắc mè lên ăn. Mình lấy bánh ra, mình cho vào dĩa, mình chan nước cốt dừa lên. Mình cho tí mè lên trên. Đây, xong rồi. Mời cả nhà dùng bánh bò xốp coi nước cốt dừa của mình. Chúc các bạn thành công. Các bạn, nếu các bạn yêu thích kênh của mình, xin nhấn like và chia sẻ giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều và hẹn các bạn gặp lại một cuốn video tới. Mình sẽ làm các món bánh khác. Xin chào các bạn. Bye bye.